Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cụm rừng Linh Sam 86 ha. Đây là một cụm rừng mini đang có nụ bông rất là nhiều nè. Cây nhỏ nhưng mà đã già cây rồi ha. Cây Linh Sam 86 thì càng già thì nó sẽ càng ra bông càng nhiều. Đó, như mọi người có thể thấy trên cây này đang rất là nhiều nụ nè. Một hai hôm nữa nó nở là tím cây luôn. Với những cây Linh Sam 86 một cụm rừng thế này thì em thấy nó cũng không nhiều ha. Nhỏ nhưng mà rất là duyên. Cây cao chỉ khoảng tầm 20 cm thôi, đổ lại thôi. Về mình ép nó vô một cái chậu gốm Nhật như thế này nè. Xong rồi mình đắp một ít rêu nữa. Đeo ra bông để bạn chơi sẽ rất là đẹp ha. Giờ rồi em xin giao lưu cây Linh Sam 86 đang bông này với giá là 150 ngàn em bao ship ha. Và em sẽ tặng kèm theo cái chậu này Nhật này luôn. Để mọi người về có thể vào chậu và để bạn chơi không phải mua thêm chậu ha. Rồi, mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo em để phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Cây đang rất là nhiều nụ nè. Một hai hôm nữa là sẽ ra tím cả cây luôn ha.